Chào các bạn hiện tại là mình vừa mới đi Sài Gòn về và mình thấy trên đó có bán một cái món súp bào ngư với bạn. Hồi nhỏ là mình rất hay coi mấy cái phim tàu á, thấy họ ăn là bào ngư vi cá đồ nhìn rất là hấp dẫn luôn. Từ nhỏ giờ là mình chưa có cơ hội ăn luôn, tại vì ở Bình Dương mình không có bán mà. Hôm nay mình có công việc đi Sài Gòn nên mình thấy có bán và mình có mua về để ăn thử và review luôn nha. Hiện tại thì mới có 11 giờ các bạn ơi, nên clip hôm nay chỉ là clip ăn review thôi chứ phải ăn khuya 12 giờ nha. Nay mình hay đói giờ mới dắt là 11, 12 giờ đó, nên giờ mình sẽ ăn luôn, khỏi có chờ tới 12 giờ nha. Đây mình mua một cái phần như vậy là 1,5 triệu bạn, đúng 1,5 triệu luôn nha. Không biết là nó có cái gì trong đây mà đúng 1,5 triệu luôn á. Ở đây là hộp giá với lại mấy cái cọng ngò cũng cần vậy đó bạn, ngò. Còn đây là hũ nước sốt quá. Đây nước sốt nha, nước mắm nước sốt vậy nè. Còn cái bịch bên đây có đũa với muỗng. Mình cua ra luôn nha. Chúng ta sẽ có một cái tăm xỉ răng, một đôi đũa, một cái muỗng và một cái thang các bạn. Đũa này là giống đũa của Nhật nè, muốn ăn thì chúng ta sẽ tách ra như vậy nè. Đó. Nhìn rất là đã luôn, đũa rất là bóng và đẹp luôn các bạn ơi. Ok, mình sẽ tháo này ra. Cái này vẫn còn gờ vẫn nghe vẫn rất ấm luôn các bạn. Dạng như cái này giữ nhiệt nè, với bạn giữ nhiệt nè. Tên đường là từ Sài Gòn chạy về Bình Dương là mất khoảng 1 tiếng các bạn. Tiếng đồng hồ như vẫn còn rất ấm nha. Rồi mình được nguyên một cái nồi đất luôn các bạn. Nhà mình có nồi đất để kho cá luôn rồi. Còn đây thì bọc qua giấy cái màn nhựa thực phẩm nha. Rất là thơm luôn. Đây mình sẽ có thử nó có gì bên trong nha. Con này là giống một cái con sâu biển các bạn, còn hải sâm nha. Đây hải sâm nhìn nó cũng ghê ghê các bạn ơi. Rồi tiếp theo sẽ là một cái con gì đây. Con này là con bào ngư nha các bạn, bào ngư. Trời ơi má ơi, còn cái cục này đen đen là gì ta? Cục đen đen hình như là nấm nha bạn. Nấm. Cái nấm gì mà nó rất là bự luôn á. Rồi cái trắng trắng này là gì đây? Rồi cái trắng trắng này là hình như là vi cá các bạn. Đây, nó có từng sợi như vậy nè. Bạn thấy nó có từng sợi không? Mình xé nó ra được từng sợi nè. Đây, đây là vi cá nha. Tiếp tục một con hải sâm. Cái cục chà bá là gì đây? Cục chà bá này mình không biết là cái gì nữa mà nó rất là mềm luôn. Chắc là bột hay cái gì á. Còn cái cục này là cục gì rất là dẻo luôn các bạn. Rồi hết rồi. Không có táo đỏ hay gì hết nha. Có được hai con bào ngư, hai cục này, còn biết gì cá bự. Bốn cái nấm với lại hai con hải sâm, giá là 1,5 triệu nha. Kinh quá không ăn được không nữa. Đây là lần đầu tiên mình ăn mấy cái con mà lạ như vậy đúng không các bạn. Ok mình sẽ ăn thử nha. Đây mình sẽ ăn cái con mà nó ghê dưới trong cái nồi này nha, đó chính là cái con hải sâm. Ăn cái món ghê gợn nhất nha. Các bạn nhìn thấy nó có mấy cái chấm chấm như con sâu gọm luôn đấy bạn. Nó còn chảy cái nước dưng nhớt xuống nè. Đây, nhiều nước.
Trời, nó rất nhớ. Ok, mình sẽ chấm cái nước sốt mà thử luôn. Nope. Rồi, nãy xong tắm nước mắm ớt luôn rồi. Ok, quốc khoai. Ớt ớt quá. Ừ, vừa ăn mấy con ốc bu vậy bạn. Nhưng mà nó dai, sực 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 sực. Phải nói là nó dai như ăn canh bò vậy các bạn. Không biết bạn ơi, nó sực sực không? Y như đang nhai gan bò vậy á. Nó cứ sực sực mà ngay nó không có nhuyễn ra. Nó cứ dạng như mình nhai là nó sẽ đứt đôi chứ cái răng của mình không có nghiền nó được các bạn. Nó tưng 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 á. Các bạn đừng nghĩ là đút trọng luôn á. Rất khó đúng. Ê nhai dây hùng vậy. Mà có điều là có thể cắn đứt. Mỗi lần sử dụng như nó một miếng dài chúng ta sẽ cắn nó ra làm hai rồi cắn được làm ba làm bốn làm năm chứ nó không có nát các bạn, dạng như nó không có nghiền nát nó được mà cứ cắn đứt thôi. Bây giờ dây hùng vậy. Ok, tiếp theo là cái món tinh dị thứ hai, đó là con bào ngư nha. Bào ngư nó là dạng như vậy các bạn. Nó rất là mềm nhưng mình phải dùng đũa đâm nó luôn nè. Cái nước sốt này nó cứ dẻo dẻo như vậy các bạn. Đó, nó cứ chảy dẻo dẻo xuống vậy nè. Quất bào ngư nha, ăn không luôn. Ở dưới ăn mấy con mà còi của mấy con sò điệp, sò mai đồ các bạn. Rất là nhiều thịt. Nó dai dai nè, giòn giòn. Dạng như cái ngay giữa con người của nó là nó sẽ giòn giòn, còn cái ngoài bì của nó thì nó sẽ dai dai. Có mùi ăn giống mấy con sò, con cầu sò đẹp các bạn. Còi đẹp còn ai được đó. Nói chung là con sâu biển ăn rất là ghê, nhưng mà cái con bào ngư ăn rất là ok nha. Ăn được các bạn. Nhưng mà dạng như là nó cũng hơi khó nuốt các bạn, tại nó khá là dai. Rồi tới ba con bào ngư luôn hả? Ba con luôn nè. Ba con bào ngư luôn các bạn. Giờ nãy mình tưởng đồ 2. Bốn con luôn. Ôi trời ơi. Bốn con bào ngư luôn. Tổng cộng là mình có bốn bào ngư, hai con sâu biển, hai cái cục bự bự này không biết là cái gì. Cho đây một cái viên cá bự. Còn cái này là cái gì mình đang thử luôn nha. Đây, một cái cục nó dẻo dẻo tưng tưng như là hạch vậy các bạn. Như bọt vậy. Rất là mềm và dẻo. Y ra bánh ít mà nấu vậy các bạn. Ok, tiếp theo là cái nấm. Mình sẽ đầm luôn cái nấm ra lấy ra nha. Cái nấm này thì nó có cái hoa văn giống như mấy cái mai rùa các bạn. Đây là nửa cái nha. Nấm này nó rất là mềm. Nhưng mà ăn cũng nghe sực sực. Đúng rồi, rất là giống nấm đông cô các bạn. Gáo giống nấm đồng cô, không biết phải nấm đồng cô em. Ăn gáo giống nấm đồng cô. Được cái nữa chắc là bự. Rồi tiếp theo sẽ là mình sẽ ăn thử vi cá nha. Đây vi cá là nó sẽ có từng sợi các bạn. Đây các bạn thấy nó có từng sợi như sợi chỉ như vậy không? Đó. Quốc vị cột luôn cho biết nha. Mm.
những cái sợi của nó mình cắn nó, nó tưng như ăn cắn mấy sợi dây hun vậy đó. Để mình để miệng vô gặm các bạn nghe tới thực thực rồi. Khi cắn dây hun vậy các bạn. Rất là dai luôn. Gì nữa ta? Ok. À cái này là nguyên cái gì cá hả? À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây là một cái càng cua các bạn ơi. Đây. Một cái càng cua. Một cái càng cua mà dầu thêm bột hay là cái gì vô các bạn. Đây, một cục càng cua bự tổ bố luôn, có hai cục như vậy nha. Mình sẽ ăn thử. Má ơi. Dạng như cái lớp ở ngoài đó các bạn, y như là cá viên chiên á, nhưng mà cái này là khác, này là cua viên chiên hay sao các bạn. Ăn rất là thơm mùi cua. Còn ngay giữa thì có nguyên một càng cua thiệt luôn, đồ cua bự luôn. Lúc thì y như là ăn cua viên vậy. Thường là mình ăn cá viên, còn này là cua viên nha. Lần đầu tiên ăn được cái món cua viên này em. Này luôn các bạn, rất là lạ miệng. Chấm được sốt chưa không? Nói chung là tâm nguyên một đám bào ngư vi cá này. Mình thấy là cua ăn là ok nhất các bạn, rất là dễ ăn. Còn mấy cái món bào ngư vi cá thì nó thật sự là khá rõ ăn các bạn. Còn đây là nguyên một cái cục không có cái càng các bạn. Có cái cục không à, bởi vì để mình nhìn không ra là đúng rồi. Nó có cục không à. Để mình chẻ đôi thử coi bên trong nó có gì nha. Bên trong là mình sẽ có một cái cục thịt cua các bạn ơi. Bên trong chúng ta sẽ có một cục thịt cua. Đây, cục thịt cua. Có ngoài là có cua viên. Dạng như cua với sai với bột hay là hương cua sai với bột gì đó. Ok, mình sẽ hấp thử một muỗng nước nha các bạn. Nước này nó khá là dễ dẻ như vậy các bạn. Nó sạch sạch. Ok, một thử rồi. Đi súp cua vậy á. Nó dẻo dẻo. Nó sạch sạch. Và ăn là nó không có mặn mà cũng không có ngọt và vậy nó lợ lợ sao vậy. Nói chung là cũng giống giống súp cua á. Ok, mình sẽ ăn thử cái hút vi cá mà ở cái đầu nhọn nhọn này bạn. Thử cái nó có tưng sực sực luôn nha. Sẽ ăn nguyên cục vào bá này luôn nha. Đây. Nguyên cục vi cá. Ừ. Dạ dây hung vậy. Cái gì vậy? Chút thiệt đi dây hung các bạn à. Nghe mỏi bẹ luôn. Lúc tạm một tôi rồi. Ông má ơi, dạng dây hùng vậy. À, nói chung là cái món vi bào ngư vi cá này thì trong đám này là mình thấy là chỉ có con bào ngư với lại cua, cái nhân viên cua các bạn ăn rất là ok. Còn cái con sinh biển hải sâm á với lại cái con vi cá nó hơi dai, nó hơi dai một chút nha bạn, ăn nó hơi sực 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 sực. Với lại ăn cái con sâu biển nó thì hơi ghê ghê. Nói chung là ăn được, là đầu tiên mình ăn thử luôn. Nói chung là cảm giác mình là ăn thì nó cũng hơi ghê miệng chút các bạn. Nhưng mà ăn được nha. À, vậy mình cũng vô tới đây. Nói chung là hôm nay là mình lần đầu tiên ăn thử bào ngư vi cá. Kết quả là ăn là cũng khá là ok nhưng mà hơi ớn miệng chút.
bạn nào thích cái video này của mình, hãy nhấn like, chia sẻ cũng như bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình làm những clip khác. Tạm biệt các bạn. Ui bột gửi luôn rồi. Mình sẽ ăn xong cái này mình nghĩ chắc phải 12 giờ các bạn. Sao đi ngủ luôn.